Qua rà soát, Sở Công Thương thống nhất kế hoạch di dời 1.077 trên 1.446 sạp thuộc diện di dời và sắp xếp kinh doanh tại chợ tạm của Ủy ban Nhân dân quận 6. Kế hoạch bảo đảm cho tiểu thương kinh doanh liên tục, ổn định và an toàn trong thời gian thi công sửa chữa toàn diện chợ Bình Tây. Ngoài ra, có 369 sạp tạm ngưng kinh doanh, sử dụng làm kho, không thuộc diện di dời và sắp xếp kinh doanh nói trên. Tuy nhiên, Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân quận 6 trong quá trình triển khai cần đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, giao thông công cộng và vệ sinh môi trường. Một trong những yêu cầu trong quá trình sửa chữa nâng cấp chợ Bình Tây là mái phải lợp ngói, bảo tồn kiến trúc cổ. Chợ Bình Tây được xây dựng vào năm 1928 do ông Quách Đàm, tức Thông Hiệp, một người Hoa gốc Triều Châu bỏ vốn xây dựng. Ông Quách đã thuê kỹ sư người Pháp thiết kế nên chợ được xây cất theo kỹ thuật phương Tây, song mang đậm nét kiến trúc Trung Quốc. Khu vực chợ Bình Tây có diện tích khoảng 28.000 m², trong đó nhà lồng khoảng 8.500 m². Chợ có 12 cổng nhỏ thông ra 4 hướng và một cổng chính trực diện bến xe chợ lớn, là cửa ngõ về các tỉnh miền Tây Nam Bộ, thuận lợi cho giao thông, vận chuyển hàng trên bến dưới thuyền.